Mém rửa kho quẹt chiều má bỏ vô má hâm nha. Dạ, đúng rồi. Bánh hai con biết rồi có chưa? Em vừa có. Chù. Nếu kho quẹt á. Nếu không? Chù. Đây là bột năng đặc biệt á. Cho vô nửa bị nè. Dạ, là nửa ký. Nửa bị là nửa ký á. Chế vô một lít nước. Bây giờ nó đặt ra nè, mình cố gắng nha. Mình nhìn cái tay đảo. Chừng nào bột trang là được. Bột vừa tới lâu vừa dứt ăn không. Cái chất này nè. Đưa mấy bột nó đổ nó xong nó đổ chảo, đổ chảo. Cứ chấm bằng phía ra nhiều. Dính cái chảo, đổ chảo. Bột mì phải đây, bột mì. Cứ dứt tôi chấm đi. Dứt vào. Có biết cái đâu từ hồi giờ thấy vui, ham vui. Khảo được rồi cô để cho bác cho khu khác. Ok, thank you. Rồi, cảm ơn về ham vui thôi chứ còn. Đùa vui. Vui quá bà con ơi. Sao con ăn có chút xíu mà con đi. Ngon quá. Ngon mà. Ừ. Giúp mạnh lên. Mẹ bà con. Con nhiều lắm. Giúp to lên, giúp to lên. Rồi giúp ăn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.